À, Long xin mời chào toàn thể quý anh chị OK trên mọi miền tổ quốc ạ. Hôm nay là buổi tối thứ tư quý vị, ngày 24 tháng 5. Nay thì Long quay trở lại vườn của Uân Lê ở Bến Tre để chia sẻ với quý anh chị mình rất là nhiều tác phẩm cây mới nhập về tại nhà vườn luôn. Thì Long cùng mời quý anh chị mình sẽ ngắm cây và giao lưu với nhà vườn của Bé Bánh quý vị ha. Anh xin chào Bé Bánh nha. Dạ, em xin chào anh Long ạ. Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay nhà vườn em cũng lên một số cây, mong được cả nhà mình xem và ủng hộ ạ. Nay em quay cây số 1 là một cây nguyệt quế lá xoắn hoa chùm ạ. Một em nguyệt quế cây thuộc cây quải quý vị ha. Cây này bộ rễ nhìn quái không nè. Quải và già. À, đường xa trông như một con thú luôn quý vị. Nhìn rất là hay quý vị ha. Thì tùy vào sở thích của mọi người mỗi phong cách chơi khác nhau ha quý vị. Cây mã số 1, cây này là bao nhiêu tiền bà nhỉ? Dạ, em giao đưa cả nhà mình là 7.500.000, em bao ship ạ. 7.500.000 cho tác phẩm Nguyệt Quế, cây quái mã số 1 như thế này quý vị ha. Dạ. Thì Long cũng mời quý anh chị mình sẽ ngắm kỹ một chút về các bộ phận chi tiết của cây. Này, trông giống như một con thú luôn quý vị. Nhìn rất là hay. Ở trên thì dàn chỉ cần nhà vườn nuôi và chỉnh sửa form tang. Anh chị mình về mình vừa chăm vừa nuôi cái dàn cột này nó to hơn thì nó càng giá trị hơn quý vị ha. Cơ bản nó cũng đâu có bị cháy tuột gì đâu em ha. Có nhưng mà không đáng kể. Dạ, có xíu chỗ này anh, nhưng mà nó đã... Cái quái mà. Dạ thì dễ chơi ha quý vị. Cái này nếu... cái này mà ví dụ giống như ship ra khu vực ở miền ngoài thì cũng chắc cũng hơn cả chiều á ha. Dạ hơn anh, cái này to. Đóng đấy. Như, thấy vậy chứ đóng vô nó to lắm. Đúng rồi, cái này đóng đã, cái thùng nó to lắm á. Ok, em tiến hành đo thông số đi. Dạ, hoành thân của cây là 49 ạ. Hoành thân của em nó là 49 cm. Này cái đế là nó bằng cái chậu luôn ạ. Ừ. Chậu này chậu chắc sầu chậu 70 quá. Dạ. Tán ngang là 1 mét ạ. Tán ngang của em nó là 1 mét. Dạ. Chiều cao của em nó là 76 ạ. Cao lên là 76 cm ha. Dạ. Dạ tên là 7.500.000 đã bao gồm phí ship ha. Yeah. Ok, bây giờ chúng ta sang cây mã số 2 quý vị. À, cây mã số 2 quý vị ạ. Dạ, cây mã số 2 này là một em sam hương ạ. Một cây sam hương. Dạ. Hàng nhỏ gòn quý vị ha. À, cây để bàn. Cái này thì cái dàn để đều trải đều quý vị nhá. Dàn để sắp form tang cũng khá là mình rồi. Đây Long quay kỹ cho quý anh chị mình ngắm nhìn cho kỹ hơn này. Đây, để đều răm rắp ha quý vị. À, những cái đường co, cột cần rất là uyển chuyển, khá liên lạc và đặc biệt là dần dăm rất là mình nữa quý vị. Đây, dần xương dăm rất là mình mang này. Tiền là bao nhiêu em nhỉ? Dạ, em giao đưa cả nhà mình là 2.600.000. Bao ship ạ. 2.600.000 ha. Dạ. Cho em sam hương cái mã số 2 như thế này quý vị ha. Dạ. Cây để bàn giá cũng vừa phải, dễ chơi. Ok, em tiến hành nào, đo thông số đi. Em hình thân là 16 ạ. Hình thân của em nó là 16 cm. Chiều cao của em nó là 29 ạ. Chiều cao là 29. Dạ, tán ngang là 55 ạ. Tán ngang là 55. Dạ. 2.600.000 ha. Dạ đúng rồi. Ok, bây giờ Long cũng mời quý vị mình sẽ đi đến với cây mã số 3 nha. Rồi, đây là tác phẩm cây mã số 3 quý vị ha. Dạ, cây mã số 3 này là một cây tùng la hán ạ. Một em tùng la hán, khá là già cây và giọt cây. Cây thì liền cây quý vị, không có mặt thèo lớn. Anh chị mình cũng ngắm nhìn tổng thể với em tùng la hán mã số 3 như thế này. Cái này hơi to lắm nha. Đây anh chị cùng nhìn tổng thể. Đặc biệt cái này thì nó nở để và nó giọt đều lên luôn quý vị ơi. Để đều đẹp và nó giọt giọt lên tới ngọn này, không có mặt cắt lớn. Không cắt mà nó còn kéo à. À nó kéo hết rồi. Mặt cắt gọn gọn thôi mà, không có mặt to. Cái thì không bị chảy tuột nha quý vị. Dạ cây
Phân cái này cũng phải chắc bốn mấy phân em nhỉ? Dạ. Lớn mà. Giá tiền của em nó là bao nhiêu á? Dạ em giao lưới cả nhà mình là 12.500.000, em bao ship ạ. 12.500.000 cho em tung là hẳn cái mã số 3 như thế này. Dạ đúng rồi. Da cây và giọt cây. Ok em tiến hành đo thân số đi. Dạ. Cái này anh chị mình nếu ví dụ mua mà làm đôi thì giá cả rất là vừa phải và dễ chơi quý vị ha. Cái hình lớn á. Dạ hình thân là 52 ạ. 52 hình. Tán ngang là 1 mét ạ. Tán ngang của em nó là 1 mét. Dạ. Chiều cao em cũng đo. Chiều cao là 1m05 ạ. Cao lên 1m05 ha. Dạ. Giá tiền của em nó là 12.500.000 cho em tung mã số 3 quý vị ha. Dạ đúng rồi. Ok, bây giờ chúng ta sang cây mã số 4. Cây mã số 4 là trang sen quý vị ha. Dạ, một cây trang sen nhỏ gọn để bàn. Cây đang nở hoa rất là nhiều luôn. Dạ. Trang sen thì quý anh chị mình có thể mình chơi hoa được quanh năm luôn quý vị ạ. Lúc nào cũng có hoa trên cây nha. Hoa nó bền lắm anh chơi hoa bền. Này. Rất đẹp ha. Giá tiền thì cũng dễ chơi mà đúng không? Dạ đúng rồi. 1.000.000 em bao ship ạ. 1.000.000 ha. Dạ. 1.000.000 là một em trang sen như thế này. Cái bông cũng đủ lời đó quý vị ha. Này vậy là chơi full bông luôn ạ. Ừ. Cái giá phẩm tàng thì làm theo lối thiên nhiên thôi. Mình là dạng mình chơi bông mà. Chơi bông chơi hoa mà. Giá 1.000.000. Bao ship bao chầu rồi đấy. Ok, em tiến hành đo thân số cái bông trang sen mã số 4 này. Giao hoàn là 16 ạ. Hình thân là 16 sen. Tán ngang là 45 ạ. Tán ngang 45. Chiều cao là 24 ạ. Cao 24. Dạ. 1.000.000 ha. Dạ đúng rồi. Ok, bây giờ chúng ta sang cái mã số 5 nha quý vị. Rồi, đây là cái mã số 5 ha quý vị. Dạ, mã số 5 này là một cây phần thân ạ. Một em cân cù thăng tiến. Dạ. Phong tăng mình quý vị ha. Dạng bay bay. Cái này nó già lắm anh. Chỉ có cái mặt sẹo một chỗ đây xíu nữa đang kéo. Kéo mạnh. Trình thắng thì nó cũng là một cái dòng cây mà mang lại cái phong thủy rất tốt quý vị ha. Thế anh chị ngắm nhìn. Đường thân này, bề để và đường thân này là dạng bay bay ra như thế này. Có lắc. Một mặt thèo duy nhất còn chút xíu nữa thế này. Chút nữa thôi. Không đáng kể luôn á. Nhàn chỉ cần form tăng ở trên làm đấy mình mang rồi. Anh chị có thể mình ngắm nhìn tổng thể về em cần thăng này ha. Cần thăng mã số 5. Giá tiền là bao nhiêu em nhỉ? Dạ em giao đối cả nhà mình là 6.800.000. Em bao ship cả chậu luôn ạ. 6.800.000. Dạ. Một con số cũng rất đẹp quý vị ha. Để quý anh chị mình mua về lấy may mắn. Ok em tiến hành đo thân số tác phẩm cân thăng mặt số 5 này đi. Dạ. Dạ hình thân là 26 ạ. Hình thân của em nói là 26 cm. Cái đế này là khoảng 60 ạ. Mình để là 60. Tán ngang là 65 ạ. Tán ngang 65. Chiều cao lên là 55 à? Cao lên là 55 cm. Dạ. Dạ là 6.800.000 cho em cân cù thăng tiến cái mã số 5 nha quý vị. Dạ đúng rồi. Ok bây giờ chúng ta sang cây mã số 6. Đây là tác phẩm cây mã số 6 quý vị ha. Dạ, cây mã số 6 này là một em mai chú thủy nuôi ở công ạ. Một em mai chú thủy nuôi ở công. Cây già. Và mặt thèo thì còn không đáng kể vì ha. Dạ. Anh chị mình có thể mình ngắm nhìn tổng thể về em mai chú thủy nuôi con cái mã số 6 như thế này. Con thì già lắm quý vị ạ. Nở đế, đế rất chữ á đấy. Này. Và thì nó già lắm rồi. Già và liên lạc. Nú cục. Cái này gần như nó còn một chút thèo ở đấy thôi quý vị này. Cứ theo nó gần như nó cuốn hết rồi. Này về gì anh chị mình chỉ việc cắt tỉa và chơi nữa thôi. Cũng cần phải chỉnh sửa gì thêm nhiều nữa. Dạ, chừng 1-2 tháng nữa tháo hết kẽm ra là để chơi được rồi. Khỏi cần sửa gì nữa hết ạ.
Về cái dòng máy thủy nuôi cống thì nó sai hóa cái gì ha, hóa ra nhiều thơm. Sai em ba thông số ạ. Dòng hành thân là 42 ạ. Hành thân của em nó là 42 cm. Mình đế là 85 ạ. Mình đế là 85. Chiều cao em nói là 90. Cao 90. Ủa, tay ngang 90. Ủa, tay ngang 90 chứ. Dạ, cao là 60 ạ. Cao lên là 60 cm ha. Dạ. À, em giao lưu với cả nhà mình là 17 triệu, em bao ship cả chậu ạ. 17 triệu cho em máy thủy nuôi cong cây mã số 6 như thế này. Dạ. Ok, à, bây giờ chúng ta sang cây mã số 7. Mã số 7 quý vị ạ, một em Tùng La Hán nữa quý vị ơi. Dạ, em Tùng thì cũng già lắm mà. Em Tùng này thì già cây. À, cũng gần như là không còn mặt thèo nào luôn đấy. Dạ đúng rồi. Con này liên lạc lắm quý vị nhé. Và đặc biệt cái đường thân của nó này, nó lắc rất là duyên luôn. Đường thân có lắc rất là duyên cây. Đấy, anh chị có thể mình nhìn tổng thể về đường thân của nó này. Để cũng khá. Đặc biệt thì nó không bị chảy tua chỗ nào đâu quý vị ơi. Đấy, đường thân nó lắc lên này. Còn cái mặt cắt ở đấy là còn chút chút thèo như thế này thôi. Tùng mà như thế này thì không đáng kể ha. Còn lên trên thì liên lạc hết luôn rồi. Phần ngọn liên lạc hết luôn rồi. Tùng là Hán. Giá tiền thì nó có em không hả em ha? Dạ, em giao đối cái như mình là 14 triệu 500 k. Em bao ship bao chậu luôn ạ. 14 triệu 500 k cho em Tùng là Hán cái mã số 7 như thế này. Dạ. Để anh chị mình có thể mình tham khảo. À, cái thì liên lạc và không bị chạy tuột nha quý vị. Ok, em tiến hành đo thông số đi. Dạ. Hành thân là 40 ạ. Hành thân của em nó là 40 cm. Tán ngang là 1m28 ạ. Tán ngang của em nó là 1m28. Dạ. Chiều cao của em nói là 97 ạ. Cao lên là 97 cm ha. Dạ. Giá tiền là 14 triệu 500 k nha quý vị. Dạ đúng rồi. Ok, bây giờ chúng ta sang cây mã số 8. Giờ đây là cây mã số 8 quý vị ạ. Dạ, cây mã số 8 này là một em Nguyệt Quế lá xoắn hoa chùm ạ. Nguyệt Quế lá xoắn hoa chùm. Dạ. Phẩm tăng mình cây to quý vị nhá. Cây này hoành bể to lắm ạ. Dàn cột cân thì cũng khá được làm theo lối cái bài quý vị. Cột cân đóng chuẩn. Đặc biệt thì nó là một dạng cây lùn lực. Đây, anh chị có thể mình ngắm nhìn tổng thể về em Nguyệt này. Đây, à, bề đế của em nó không bị chảy, không bị tuột chỗ nào đâu quý vị ha. Tay cân ở phía trên cũng mới to lắm quý vị. Phần cổ ngon đi lên này. To bự lắm rồi nha. Không bị chảy tuột ha. Phong tàng khá là mình rồi. Cái này tàng mịn lắm à. Em mới tỉa đó à. Chừng tuần nữa là ra hoa kính luôn. Giá tiền của em nó là bao nhiêu hả em? Dạ em đưa cả nhà mình là 15 triệu. Em bao ship cả chậu ạ. 15 triệu cho em Nguyệt Quế cái mặt số 8 như thế này. Thân là 62 ạ. Phần thân của em đó là 62 cm. Tán ngang là 1m05 ạ. Tán ngang là 1m05. Chiều cao là 80 ạ. Cao 80. Dạ. Giá tiền là 15 triệu hả? Dạ, 15 triệu em bao ship cả chậu ạ. Ok em, à, bây giờ chúng ta sang cái mặt số 9. Rồi, à đây quý vị ơi, cái mặt số 9 là một em Tùng La Hán nữa. Cũng là một em Tùng rất là già. Cái bầy Tùng tính là cái bầy này mình bắt cái nào cũng già và liền cây em ạ. Dạ đúng rồi anh, cái bầy này nó được cái nó già cây á. Anh chị mình có thể mình ngắm nhìn. Con này có cháy một chút nha. Dạ đúng rồi anh, nó có cháy xíu ở chỗ này nè. Cháy ở phần lưng một chút xíu. Nhưng mà cái phần cháy này nó cuốn mép rồi ha. Dạ cuốn hết rồi, cuốn mạnh rồi. Đây là ông quay kỹ ở cái phần cháy này cho anh chị mình ngắm này. Đây, nó cháy từ cái mép này này về tới đây. Nhưng mà cái nó cuốn mát hết rồi ha. Mặt đế
để thì cũng rất là khá cây, già cây lắm á, cũng có lắc. Cái này với cái hồi nãy làm được một cặp ha. Ừ, có thể mình phối được một cặp luôn quý vị ơi, đường thân có lắc. Giá tiền cái này thì có êm không em? Dạ, cái này em giao lưu cả nhà mình là 13.500.000 bao ship ạ. 13.500.000 ha, cho em tung là hạn cái mã số 9 như thế này. Dạ. Ok, em tiến hành đo thông số đi. Phần thân của em nó là 42 cm. Tán ngang là 1m1. Tán ngang là 1m1. Có tới không? Dạ, em đã sơ sơ thôi ạ. Một tới đâu. Thôi em đo phỏng phỏng đi nha, chắc khoảng 1m2 á. Hơn 1m2 đó. Cao lên khoảng 1m2 ha. Dạ. Giá tiền là 13.500.000 ha. Ok, bây giờ chúng ta sang cây mã số 10 nha quý vị. Rồi, đây là tác phẩm cây mã số 10 quý vị nhé. Dạ, cây mã số 10 này là một cây kiều hùng ạ. Cây kiều hùng, cây già cây. Cây này hôm bữa nó có hoa nhiều lắm anh, hôm nay nó mới... cắt tỉa nó xuống, dạ. Nó đâu ra hoa lại rồi kìa. Dạ. Cái này thì nó ra hoa liên tục mà, hoa đẹp lắm quý vị nhé. Hoa nó tươi lắm. Hoa đỏ tươi giống kiểu pháo hoa. Nhìn tủa tủa, nhìn đẹp lắm. Được cái con này già cây lắm. Đường thân phần đế khá đẹp. Cái này cái đây. Nó cũng già, nó to. Cổ ngọn đi lên cũng to lắm rồi. Này chỉnh sửa cả mấy năm trời quý vị ạ. Hoa nè, cái vòi hoa nè. Hoa nhiều lắm hôm bữa. Kiều hùng. Tại mới tỉa. Nó có trái đúng quý vị nhá. Đầu trái giống kiểu trái phường, trái mé nha. Nó cũng cái này giống như kiểu cái dòng cái hồ nhà mé ha. Lạ mấy con dòng giống. Chiều nó cũng ngủ ngủ như lá me vậy đó. Tiền rồi thì em không em? Dạ em giao lô cả nhà mình 2.700.000 bao ship cả chậu ạ. 2.700.000 ha, cho cái kiều hùng, cái mã số 10 như thế này quý vị. Ok em đo thông số đi. Dạ. Em đo nguyên hoành cái củ này là 34 ạ. Hình 34. Dạ, hoành thân cổ ngọn này ra 22 ạ. Tán ngang là 75 ạ. Tán ngang của 75 cm. Chiều cao là 50 ạ. Cao lên là 50 ha. Dạ. Giá là 2.700.000 nha quý vị. Dạ đúng rồi, 2.700.000 bao ship cả chậu ạ. Ok, bây giờ chúng ta sang cây mã số 11. Đây quý vị ơi, cây mã số 11 một em tung là hạn khá đẹp luôn quý vị này. Dạ, cây này được có cái phong tàng bay ha. Phong tàng bay, cái khá là mình cái được quý vị ơi. Và đường thân nó có lắc cũng khéo lắm. Này em quay nửa vòng nha, tại vì nó tàng bay nó dài quá không quay được. To lắm á. Anh chị có thể nhìn tổng thể về em tung là hạn. Cây mã số 11 như thế này. Cái này từ đường thân từ bề để được khéo cái quý vị ơi. Này. Mặt đế cũng khéo và đường thân co lắc này, co lắc nhẹ lên này. Lên phần ngon cũng khá. Đặc biệt cái tàng bay ra ha. Tàng bay ra nhìn duyên cây ghê. Giá tiền của em nó có êm không à em? Dạ cái này em giao lưu cả nhà mình là 19 triệu em bao ship nè. 19 triệu ha. Dạ. Em tung là hạn cái mã số 11 như thế này. Dạ. Để chị mình có thể mình giao lưu được cái này cái gì ha. Khéo cây, con này nhìn khéo cây và duyên cây lắm. Cái này tàng bay nó chắc con này mất mấy hình à, mất mấy cái tàng mất mấy gần 2m á. Để em đo thông số đi. Dạ hoành thân là 60 ạ, em đang xét đây là 60 ạ. Hoành thân là 60 cm. Dạ. Ha. Ở trên thân này là 40 ạ. Ôi anh ơi, chắc là 1m6. Dạ. 6m7. 6m7 gì đó. Chiều cao thì chiều cao là 1m anh. Cao lên là 1m ha. Dạ. Giá tiền là 19 triệu. Dạ đúng rồi anh. Cho em tung là hẳn cái mã số 11 như thế này quý vị ha.
Rồi ok, bây giờ chúng ta sang cây mã số 12. Mã số 12 là một em Linh Sam. Hàng cũng nhỏ gọn nhưng mà già cây. Liên lạc cây quý vị ha. Cây này già lắm anh, cây này có một cái sẹo ở trên ngọn thôi ạ. Cái này dạng những cái kiểu kim sông hinh á, lá nhỏ ha. Đúng rồi, kim sông hinh ạ. Làm theo phong tàng thiên nhiên, dễ chơi. Giá tiền thì cũng yêu thương mà em ha. Dạ, giá cá mình là 2.200.000, em bao ship cả chậu ạ. 2.200.000 cho em Linh Sam. Kim sông hinh, cây mã số 12 quý vị ha. Cái này dạ lắm ạ. Dành để này, đường thân này. Tay cân, rất là già cây. Nó chỉ có một mặt cắt duy nhất ở đây thôi này. Còn chút thèo nhỏ nhỏ thôi à. Yeah. Đây, phong tàng ở trên sẽ bệnh rõ ràng quý vị ha. Linh Sam, kim sông hình. Ok em tiến hành nào, đo thông số đi. Yeah. 2.200.000 bao ship tới tận nhà rồi quý vị ha. Dạ. Yeah. Hình thân là 22 ạ. À. Hình thân của em là 22 cm. Tán ngang là 72. Chiều cao là 46. Cao đây là 46 cm. Dạ. 2.200.000 mã số 12 kim sông hình quý vị ha. Dạ đúng rồi. Ok bây giờ chúng ta sang cây mã số 13. Dạ. Rồi, đây là tác phẩm cây mã số 13 quý vị ha. Dạ, cây mã số 13 này mà là một em cần cù thăng tiến ạ. Cần cù thăng tiến cây mã số 13. Cây da form tàng mình. Liền hết sẹo rồi. Liền hết thèo rồi. Còn xíu. Đây chị mình cũng ngắm nhìn em cần cù thăng tiến cái mã số 13 như thế này. Con này thì liền hết thèo luôn đấy. Còn đáng kể. Phong tàng làm rất là đẹp, duyên cây. Ở dưới mặt đế nào quý vị này. Đây, những cái mặt cắt hồi xưa là bây giờ nó liền theo như thế này luôn rồi này. Rồi cái lạ. Như là duyên cây. Giá tiền của em nó là bao nhiêu à em? Dạ, em đưa cả nhà mình là 8.600.000, em bao ship cả chậu ạ. 8.600.000, nằm trong chậu mới đắp nổi luôn quý vị ha. Dạ. Màu anh Nguyên. Dạ, để em hành số cả nhà. Dạ, hoành thân là 32 ạ. Hoành thân của em nó 32 cm. Hình đế là 1m02 ạ. Hình đế là 1m02. Tán ngang là 1m05 ạ. Tán ngang 1m05. Chiều cao là 72 ạ. Cao lên 72 cm ha. Dạ. 8.600.000 nha quý vị. Dạ, 8.600.000 em bao ship cả chậu ạ. Ok em. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cây mã số 14 nha quý vị. Cây mã số 14. Dạ, 14, 15 chia sẻ ngoài vườn luôn em ha. Dạ đúng rồi anh, hai cây to này ngoài vườn này. Cây 14 này là một cây cẩm thị ạ. Cây cẩm thị quý vị ạ. Dùng cây khai thác. Con này thì bây giờ cẩm thị nhưng mà nó cũng hay cái là nó không có thèo quý vị nhá. Đây. Lên ngọn này. Con này phải nói lâu đời lắm, nó nuôi cái tay cần cẩm thị, nuôi được cái dàn tay cần như thế này này. Chỉnh sửa cái này cả chục năm luôn á. Dạ hết thèo luôn. Ừ. Chỉ cần này. Đây, mặt phía sau này vậy ha. Thế liên lạc cái này gần như là không có mặt theo luôn á. Giá tiền nó có em không à em nhỉ? Dạ, em giao đô cả nhà mình là 7.500.000 bao ship cả chậu ạ. 7.500.000 cho em cẩm thị là dòng cây khai thác quý vị ha. Dạ. Dạ cây. Liên lạc. Cái này người chơi lâu lắm rồi quý vị nhé. Ok em đo thông số đi. Là 50 ạ. Hình thân của em nó là 50 cm. Chiều cao của em nó là 1m05 ạ. Cao lên là 1m05 ha. Dạ. Tán ngang là 95 ạ. Tán ngang 95. Dạ. 7.500.000 cho em cẩm thị mã số 14 này ạ. Mã số 14 ha. Dạ. Ok, cây mã số 15 cây lớn bên này luôn hả em? Dạ đúng rồi anh. Cây mã số 15 là cây mai chiếu thủy lá lớn này ạ. Một giống kiểu một cùm rừng trên thân luôn quý vị ơi. Nó thực tế nó là một cây một cột nhưng mà nó nhiều quân tử ạ. Nhiều quân tử
chia ra xung quanh. Vì quân tử nó ôm lại thành như là một cái dạng như một cái rừng luôn á. Dạ. To lắm nha quý vị. Năm châu đắp nổi này, ô van đắp nổi, ô van này cũng hình như là 90 đấy. Ở trên nó liền hết trơn hả? Dạ, nó còn cái sẹo mặt theo ở phía sau nữa thôi. Dạ. Còn nhưng mà đang kéo mạnh lắm anh. Nhìn nó liền cây lắm. Đây là ông quay cái mặt theo, chỉ có mặt theo duy nhất thôi quý vị ạ. Còn chút ở trên này thôi à. Đây. Mà sau này nhìn đẹp lắm quý vị này. Cùng lớn mà. Giá tiền cái cây này là bao nhiêu em nhỉ? Dạ, em nhớ đó cả nhà mình là 40 triệu, em bao ship cả chậu ạ. 40 triệu ha? Dạ. Rồi cùng cùng rừng, mai dư thủy. Cụm này to lắm nha, cái này khủng lắm nha. Em đã đây nên kéo thước cho này. Cái to lắm quý vị. Mét 6 hả anh ơi? Khoảng mét 6 hả? To khủng luôn á. Tán ngang là 1m2 ạ. À. Tán ngang của em nó là 1m2. Chiều cao của em nó chiều cao là 95 ạ. À. Cao lên là 95 hả? Dạ đúng ạ. Giá là 40 triệu cho cụm rừng mai dư thủy này ha quý vị. Dạ, 40 triệu cho cụm rừng mã số 15 này ạ. À. Ok, mình kết thúc clip ở đây em hả? Dạ đúng ạ. Rồi ok, Long rất cảm ơn quý anh chị mình nhân thời gian để theo dõi hết clip quý vị nhé. Quý anh chị mình yêu thích tác phẩm nào thì quý anh chị liên hệ với nhà vườn để giao lưu quý vị. Dạ. Dạ, em xin chào anh Long và xin chào tất cả mọi người ạ. Mong cả nhà mình xem được cây nào thì xin giao lưu ủng hộ giúp nhà vườn em ạ. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Ok em ha. Dạ.